Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của Akira của mình, và chào mọi người đã đến với video nữa về mini Google Ads. Ok, hôm nay chúng ta cùng đến chơi map parkour của một bạn rất là quen thuộc mọi người, đó chính là bạn Danh Crafter, hay còn gọi cái tên là Danh BBG2 đấy. Thì thanh niên Danh này thì nói chung là xây những cái map đều rất là quen thuộc với các bạn. Nếu như các bạn có xem kênh của mình, đó chính là cái map dành cho Hùng Akira phần 1 và phần 2. Well, thì nói chung thì mấy cái map dành cho Hùng Akira của bạn ấy đều khá là thốn, và thậm chí vẫn kể cả những cái thông tin cá nhân về mình ra ở trên trong cái tờ giấy đấy. Thì đây chính là của bạn Danh BBG2 nha các bạn. Thì hiện tại thì mình đang chơi skin hàng Nga, tuy nhiên thì cái map này lại không cho chúng ta được đổi góc nhìn, nên là mình sẽ cho các bạn nhìn skin hàng Nga thông qua đây nhá. Ok, thì hôm nay sẽ đổi gió, cũng chơi skin thỏ nữa. Thì đây là cái map của bạn Danh BBG, đây bạn có giới thiệu này. ID của bạn ấy rất quen thuộc rồi, 14410322. Cái ID này đúng mình còn nhớ và mình thuộc rồi. Cho này anh sẽ có nhiều điều bất ngờ. Ok, chào mừng đến với map Only for Hùng Akira Season 4. Thì bạn này có làm tận 4 cái map các bạn ạ. Season 1, Season 2, Season 3, Season 4. Thì Season 2 thì mình đã làm video rồi, Season 3 thì mình có chơi trên livestream nhưng mình chưa có làm video. Còn Season 4 thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến chơi nha các bạn. Map này mình chưa chơi thử. Ok, tên là Danh BBG2. Mong anh quý con map C2 tuần này của em. 2 tuần. Một sự đầu tư rất là lớn và anh rất là ghi nhận. Thật sự những map của Danh gửi cho mình đều rất là, mình rất là quý, bởi vì nó rất là hay. Nó rất là kỳ công. Lần cuối đọc tiếp đi hết rồi. Ôi. Hết rồi, phải best logic của năm. Và thanh niên này cũng biết là mình rất là thích cái gói chất liệu hoạt hình, nên thanh niên đã xây lúc nào cũng vậy, thanh niên luôn luôn xây cái map này với cái gói chất liệu hoạt hình để mình không mà mình phải đổi. Và có rất là nhiều lần thanh niên này cũng xây map hơi bị lỗi và mình đều đã bảo phải sửa lại. Và nói chung thì cái map như ở cái map season 3 nó đã từng bị lỗi, tuy nhiên thì thanh niên cũng đã sửa lại thành công rồi. Mình chơi thì cái map phần 3 nó khá là ok, tuy nhiên nó không có đặc sắc bằng được với cái map phần khác, cho nên là mình quyết định mình không chơi map phần 3 nữa. Mình sẽ để map phần 3 sau. Ôi, nó xây quả map này kỳ công kìa các bạn. Má, sao phát chết rồi, các bạn có nhìn thấy được cái thế giới mà mẹ Danh Crafter xây dựng ra cho chúng ta nhìn không? Wow, cả một bầu trời luôn các bạn. Khi mà các bạn nhìn thấy cả một cái map này toàn màu vàng, các bạn sẽ thấy được thế giới nó đẹp cỡ nào. Ui, cái đầu. Khó nha. Thì như hai bên này có hai cái giường vậy, đúng rồi. Tí chết. Ây, cái đầu. Chơi skin hàng Nga mà không hiểu sao suốt ngày dáng thế trần gian xong rồi là hẹo luôn ở dưới đấy luôn. Chả hiểu sao mẹ thần thánh phương nào từ trên trời đi xuống mà rớt hoài. Ok, chúng ta nhớ được cái cách 2 block. Ok, cách 2 block. Ô, đi qua cái này. Có mấy con cung thủ lưu hình nhưng mà hình như nó không bắn được mình. Cách 2 block. À, đây, đúng rồi. 1, 2, 3, 4. Ô, thế này làm sao mà qua được. Đây nào. 1 2 3 4, xong rồi là 1 2 3. Uầy, khoan, 1 2 1 2 3 với 2, thế này thì để bằng điểm đâu à? Này sao nhỉ? 1 2 3 với 2 à? Chỗ này có 4 block này, 4 block nhưng mà nhảy hơi căng các bạn ơi. 4 block nhưng nhảy hơi căng, này không được rồi, này mình không nhảy được rồi. Này nhảy sao nổi? Này sao nổi các bạn? 2 block nè. Xong rồi nhảy qua, nó sẽ qua đây, nó sẽ qua tận tít chỗ đằng này cơ các bạn ơi. À, ơi qua được nè, qua được nè, qua được nè. Qua được. Ai bảo không? Ô, mình nhìn thấy mà mình không hiểu sao lại qua được nha. Mình thấy mình chạm tới được cái đó kìa. Nó tạt tà chỗ này này. Ờ được rồi, qua. Hai. Chỗ này xong rồi như nào tiếp nhỉ? Như này đúng không? À, cái đầu. Qua phải xong rồi tiến tới một cái. Trời ơi, mình không nhớ. Mình mải nhìn cái chỗ kia xem làm cách nào để tới quá, nên là mình không nhớ được cái chỗ tiếp theo đấy như nào. Ok, giờ mình đã nhớ rồi đấy. Sau rất nhiều lần chết thì Hùng đã trưởng thành hơn bao giờ hết. Đâu nhỉ, cách một ô. Rồi ok, nhớ rồi, đấy bạn thấy không. Chỉ nhớ của Hùng cũng thuộc dạng lại không phải tầm thường đâu. Nó chỉ hơi bình thường một tí thôi, nhưng mà xài được đấy. Hàng xài được. Ơ, từ lưu game, treo lưu game. Ơ, treo lưu game anh ơi. À, mẹ có bó đo tàng hình mà dạy. Hóa ra nhau muốn mình lưu game. Sorry các bạn nhé, mình ngứa tai một tí. Ok, mình hơi ngứa tai vì mình vừa mới tắm xong nên tai nó hơi ngứa. Cái đầu, thằng này nó xây cổ này chết cha rồi. Nó xây cổ này thì ăn lờ gaming rồi. Nó xây nó không cho lưu game nên thì đúng là ăn lờ gaming luôn rồi. Khoan. À ừ nhở. Ờ nhở. Sao mình không đi ra bọn nó tăng thì nó chỉ chặn nó một block ấy nhỉ. Holy moly. Chết một lần để hy sinh vì sự nghiệp nào. 1 2 3. Ok, 1 2 3 xong lại 2 2 3 2. Ok, nhớ nhịp rồi. 2 3 2 2 3 2 bên trái trước. 2 3 2 bên trái trước. Ok, 2 3 2
Ok, 232 trên trái trước. Giờ vấn đề mình đi đâu này? Vấn đề giờ mình đi đâu đây này? Vấn đề mình vẫn đéo hiểu lắm là thằng này nó xây map, rốt cuộc nó cho mình đi đâu. Ờ, lại cái map, lại cái dạng map ấy rồi. Cái dạng này giống cái dạng phần 3 là chúng ta lại để đi tìm cái chìa khóa để đi được đến cái chỗ nhảy map các bạn ạ. Chỗ nhảy map là hình như nó cách ở đây xa xa thì phải. Mình phải tìm cách đi đến là hình như là mình có thể ăn gian được thì phải. Đây đây đây, mình ăn gian này. Chỗ này chỗ luyện tập nhưng mà chỗ này là chỗ luyện tập này nhưng mà thực chất thì mình có thể bỏ qua chỗ này, mình đi đến cái chỗ để mình nhảy được mà. Thì như là mình phải tìm cách để mình đi đến chỗ parkour này. Đây là chữ Hùng Akira này, trời ơi, đẹp quá trời. Nhưng mà đây là mình nhảy để làm cái điếu nhỉ. À, ra đây có cái cửa đúng không? Ừ đúng rồi. Mình chỉ cần lấy được cái nút xong rồi mình ra đây mình mở cửa này thôi đúng không? Là mình sẽ parkour được này. Đúng rồi. Nhưng mà đây mình không biết cái nút đây ở đâu. Trời ơi, khổ quá mà. Cái này làm gì? Khóa, quẩy quá. Đây này, chúng ta trước tiên chúng ta phải đi kiếm cái chìa khóa đó, chúng ta mới được nhảy map này các bạn ạ. Cái map này nó sẽ cho những cái chỗ như này để chúng ta làm gì, để chúng ta đi kiếm từng cái chìa khóa một các bạn. Ý của nó là chúng ta đi tìm để xem ở chỗ nào là chỗ có chìa khóa đấy. À, chỗ này 3 block ấy. Nhảy được vỡ đầu ấy. Chỉ có chỗ này 1 block thôi. Chỗ này 2 luôn. You don't you cannot nghịch dạng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nó chặn hết đấy các bạn. Nó chặn 3-4 block thẳng đứng liền để mình không ăn gian được mà. Hơn nữa là không ở đấy, không góc góc tường vuông đâu, mình không ăn gian ở chỗ đấy đâu. Thằng danh này nó biết mình hay ăn gian thế nào mà, nên là nó chặn hết. Khổ lắm. Thằng bé chuyện đùa đâu. Nó tính cả rồi. Nó xây mát nhiều cho mình mà. Nó xây mát chỉ dành cho mình thôi nên nó tính hết rồi. Ê, chặn đầu nhưng mà bình thường mà đúng không? Mình có thể bám tường được. Đúng không? Mình sẽ qua được đây. Khẳng định với các bạn là cái này nó bắt mình phải nhảy theo đường rồi. Cái map lần trước có thể ăn ra được, nhưng map lần này thì đéo. Thế sao không có đủ đây? Cái đầu xanh. Mình phải đi qua con này thì phải. Ôi ôi. Mình mở được cái cửa rồi. Phát này mạng này tiếp theo sẽ là mạng mình bứt phá, mình phi qua này. Còn mẹ nó xây toàn mấy cái con cung thử lưu hình. Cái đậu. Cái đậu. Thế là cái map của thanh niên danh này mình chơi mình không biết chết được bao nhiêu lần, mình không mà mình dám đếm, bởi vì thực ra nó hơi khốn nạn là cái nó có mấy con cung thử lưu hình nè, nó bắn hoài ạ. Đến chỗ cửa thì mình lại không dám nhảy, tại nhảy thì mình sẽ không nhảy, mình sẽ không đi được vào cửa. Wow. Holy. Cái đậu. Nó đẩy hoài. Cái con đấy nó cứ bắn trúng một cái nó sẽ đẩy à. Ok. Mà khó chịu thế nhở. Ui. Oh. Holy shit. Mình qua rồi. Đầu xanh mấy con cung thủ. Ê. Hay quá. Bố mày lưu được game rồi. Đấy, giờ mày giết bố đi. Mày giết bố đi. Mày làm gì tao. Ừ. Ờ. Ơi từ từ từ. Cái đó. Thanh niên xây map hơi khoai nha. Thanh niên xây toàn những cái kiểu cứ có mấy cái con quái nó bắn rồi lại còn đá di chuyển nữa, everywhere luôn. Ơ cái đó. Hiểu rồi, sao mình bị đẩy rớt hoài luôn đó bây. Đậu má, mình thật sự mình rất là bực mình nha. Thật sự mình rất là bực mình cái phong cách xây đường danh này ở cái này nha. Thật sự mình không ưa gì với con quái đâu. Không biết nó khó hay nó lại thách thức nha. Thật sự mình rất là ghét với con này nha. Holy. Cái dương ở đấy rồi. Cái dương đấy các bạn, cái dương đấy. Cái dương. Ôi, mấy cái đa chuyển này khó chịu nha. Mình hồi sinh cái dương xong mình không có mình nhảy được vào nha. Lúc nào mình nhảy mình cũng sẽ bị cái đa chuyển này đẩy đầy này. Mình phải qua thật nhanh, mình phải qua thật nhanh. Đúng rồi. Holy. Có cái gậy. À, mẹ tưởng có cái chìa khóa hóa ra có cái gậy. Đằng kia có mấy cái cửa kìa. Nhưng mình chưa qua đó được. Má, thì như phải đánh chết con này. Thì như mình phải solo kill con này. Thật sự mình ghét cái kiểu xây map có mấy con quái cực. Mình không ưa đâu. Tìm mình đi. Nó xây có hố đây các bạn. Mình còn phải giữ ship để mình đi không bị rơi này. Quá khó chịu luôn ấy. Map tặng cho mình là map hành mình kìa. Cái này để lấy mấy block đây. Đi được game à? Hay quá. Đây này, lại có bẫy này. Các bạn thấy người mình đi cập kênh không? Mình đang giữ luôn ngồi để mình không bị ngã. Úi rồi. Cái đầu. Hết mất. Đầu xanh nó xây quả map đúng kiểu hành mình, cái tặng mình cái điếu gì. Hành mình. Ôi lại cái con này.
con này bắn nhanh cực các bạn ạ. Con này thằng cũng thằng danh nó bút năng lực gì cho cái con củ lìn cung thủ này mà nó bắn với tốc độ thần thánh luôn các bạn. Nó bứt tên với tốc độ thèm thần thánh luôn á. Cái gì đây, cái này nó chặn hết rồi. À đây đây đây, ghi đây à. Holy. Cuối cùng mình vẫn đi qua đi lại, vẫn đi ở chỗ này. Nhưng mà nó chặn nó tàng hình nên là mình không đi được bình thường. Mình vẫn phải đi đi đường chính đạo. Ủa rồi, ok, giờ lại đi xe lửa. Khổ. Ơ, chết đâu. Nó lại còn thế nữa. Đến đấy mình lại còn phải dừng xe mới nhảy được vào nữa. Mà tặng cho Hùng, nhưng mà thế này thì hơi khoai rồi đấy. Xây này hơi quá đáng rồi. Xây này hơi quá đáng với người già rồi. Ok. Danh PBG. Who is the master of this world? Ken Z, danh PBG 2 và danh PBG. Tao nói thật, có đúng một cửa mới mở thôi. Anh nói thật cái này luôn. Cái đó. Tại sao? Thế bây giờ nó hỏi mấy câu này nhưng mà... À đây, có nút này, có nút này. Danh PBG 2, ok. À, hóa ra có nút này, đéo để ý. Mình thấy có mỗi một cái cửa nó mở. Mình hiện tượng. Thực ra danh PBG và danh PBG 2 thì vẫn là mày mà. Đậu xanh. Không vô lý này. Lại con này nữa. Mà nó bắn nhanh đéo chịu luôn nha. Mình thề với các bạn luôn nha. Nó bắn mẹ. Nó bắn thấy mẹ luôn. Bắn nhanh vãi cứt. À đây đây đây, con nút này. Nhìn dưới. Ra vậy, cái này để đệm đàn. Mình đang không biết lý do, không biết tác dụng của cái đấy là gì. Hóa ra để đệm đàn để rớt xuống không chết các bạn ơi. Có thể 6 cái nút để phòng đặt xịt đây mà. Thanh niên danh xây map thì vì biết mình hay đặt xịt nên là thanh niên đã xây đặt rất nhiều nút. Mong anh về sớm với tụi em, tặng anh Hùng đó, bật mắt tầm nhìn đi, chào mừng anh về nha. Em nhớ anh lắm đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Ok, em có xây map. Ui. Ui. Chào anh Hùng về nhà. Nó xây hẳn map thành chữ chào anh Hùng về nhà luôn này. Và thậm chí là tất cả cái chỗ này đều nhảy đều có lý do của nó và vô cùng khó. Thật sự là sáng tạo. Cái map Season 3 nó không bằng được map này. Map này hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là nó đã xây ra một cái map mà phải gọi là đi từng chỗ một thế này để mình có thể kiếm được cái nút để mình lên được đây. Và nó xây tất cả đều tạo thành một chữ, đó là chào anh Hùng về nhà. Cảm ơn danh rất là nhiều. Rất là nhiều map anh đã chơi map của em rồi, nhưng thật sự anh chưa bao giờ nghĩ có thể sáng tạo một thế map nào mình có thể làm được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhảy map tặng cho Hùng Akira. Vừa nhảy đã rớt rồi. Thì thanh niên này auto xây mấy cái block màu xanh nha các bạn. Bởi vì mình bảo mình thích màu xanh dương và mình thích màu xanh dương thật. Thì thanh niên bắt đầu kể từ đấy, thanh niên toàn xây với map có màu xanh dương với các bạn. Các bạn mà chơi map tặng cho mình thì auto có màu xanh dương. Các thanh niên khác thì không xây, nhưng thanh niên này lúc nào cũng xây có màu xanh dương. Thanh niên này còn biết xây map khá là tốt khi mà xây thời gian hồi sinh bảo vệ chỉ có 1 giây. Nên là mình không có hay bị rớt xuống mà không chết. Thì cho nên là thực ra cái chỗ lava này chỉ là một phần thôi. Ôi, tí nữa rớt. Mày quá mẹ, skill bám tường của mình nó vẫn còn ở dạng thượng thừa. Thì hiện tại là trong thời gian mình đang đi nghỉ về thôi, chứ còn thời gian mình chưa có về hẳn. Cho nên là mình nghỉ game khá lâu rồi, nên là mình vẫn còn mình nhảy sẽ em gam bình thường, nên mong các bạn thông cảm nhá. Cái đó. What the fuck? Mải ngồi mẹ. Mải ngồi phân trần cái đéo gì. Gà thế nhỉ. Thực ra nhảy 4 block rất là dễ. Ngay cả khi mình đang nghỉ khá là lâu mình vẫn có thể nhảy nó khá là dễ. Tuy nhiên thì các bạn phải hiểu là đang nhảy 4 block nó chuyển thành dạng 1 block xong lại chuyển qua 4 block thì nó không dễ như các bạn nghĩ đâu. Mình khẳng định với các bạn nào từng nhảy là các bạn sẽ thấy nó không dễ như các bạn nghĩ đâu. Tất cả đều là 4 block rất là dễ. Ví dụ như các bạn thấy 3 cái block đầu này là 4 block nha, mình sẽ có thể nhảy. Mình sẽ vẫn có thể chết. Vẫn chết, nhưng mà ý mình là mình có thể nhảy được khá là đơn giản nếu như mình nhảy được 3 block đầu. À không, nhảy được block đầu nhưng block 2 vẫn chết. Ơ tính cả rồi, nhát thôi. Đây nè. Đó, nói chung là nó có đà thì nhảy khá đơn giản, nhưng mà khi các bạn đến cái này này, khi các bạn đến cái block cuối cùng này thì nó lại một chuyện khác. Ok, qua. Đường khó và đường trung bình. Ok, đường khó vẫn là 4 block thôi. Nhưng mà các bạn thể thấy là đây là 4 block liên tiếp các bạn. Đó, và khi liên tiếp này các bạn sẽ thấy mình nhảy đúng một lần luôn. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó là sự khác biệt giữa cái việc 4 block liên tiếp và 4 block xong rồi lại chuyển qua 1 block. Không phải dạng đấy là dạng dễ đâu, mà cái dạng chính là cái dạng mà đập nguyên 4 block lại còn dễ hơn. Bởi vì cái não của mình nó nhận diện là toàn 4 block nó sẽ chạy theo đúng một cái khoảng thời gian nhất định để mình không bị rớt. Các bạn hiểu chưa? Nói chung nó kiểu liên quan đến cái việc phản xạ đấy. Ok. Chúng ta sẽ đến với chỗ có chữ Hùng này đẹp vậy. Ui, trái tim. Ai lớp Hùng ấy, ai già. Mẹ xây tôi cũng mẹ cũng văn vở nhờ. Mày này mày lấy lòng anh này không được rồi.
mày đặt như này, mày xây map thế này, mẹ có ngày anh chơi gay mày chết. Nhưng mà thanh niên cũng dễ thương thiệt. Thanh niên gì đâu suốt ngày dành thời gian cuộc đời xây map cho mình hoài à. Xây map riêng mà xây toàn map đầu tư chứ không phải là xây tạm bợ xong rồi là ghi cái chữ Hùng Akira hay là xây cái mỗi cái chữ cái tên mình lên đâu. Thanh niên xây đều dành cho mình thật đấy chứ. Đúng chất là những cái map dành cho Hùng luôn. Những cái gì Hùng ghét nhất thì nó đều tương vào đây, còn mẹ nó. Tất cả những cái gì mình ghét nhất của cái tựa game Hero này nó đều tương vào trong cái map đấy dành cho mình. Chả lẽ nó thích mình quá này nữa. Nó thích mình đến mức nó hành mình mẹ ăn mẹ cả tỏi luôn. Mình là nạn nhân thứ hai của Châu Việt Cường. Ôi rồi ôi. Cái đâu? Đây là Châu Việt danh mẹ rồi. À, lần đầu nhảy khá tốt mà lần sau rớt rồi. Cho đây 4 block. Cái chỗ bây giờ 4 block nhưng mà mình sẽ đi nhảy tiến. Sau đấy mình tiết kiệm thời gian một tí, mình quay ngang qua thì nó sẽ rất là dễ thôi. Các bạn thấy mỗi lần mình nhảy 4 block mình đều quay tròn sau qua ngang như này này. Đó thì nó rất là dễ. Nó là một cái thói quen rồi và nó là một cái kỹ thuật để các bạn nhảy 4 block dễ hơn đấy. Thế nên xây map hơi khoai nha. Nhảy toàn 4 block này đúng là chỉ dành cho anh thôi. Mày không cho gà này sao người ta dám nhảy? Laser à? Thế như nào? Tức là laser 3 block không nhảy được. Tức là mình sẽ phải nhảy qua mấy cái laser này. Ố, mình phải nhảy được lên gì này? Ơ, ơ thì mình nhảy được lên gì ấy? Ơ, ơ đi được qua nè. What the fuck, map mủng đéo gì mà laser đi được qua luôn kìa. Ui, xây tre 4 block. The fuck, đi the fuck. À, what? Tre 4 block đó các đồng chí à. Không, chính xác là tre 3 block. Nhưng mà tre 3 block này nó ngang 4 block nha các bạn. Tre 3 block ngang với lại là block bình thường 4 block nha. Còn nếu mà tre 4 block thì khẳng định với các bạn một câu là không ai nhảy được nếu như con gà. Bởi vì nó sẽ không tới, nhân vật mini war nó đã khẳng định như vậy rồi. Bọn mình đang nghiên cứu cụ thể, thôi nó lại cái kiểu đường này. Lúc nào mày cũng để một cái đường với han cung cửu lưu hình nó đợi sẵn nó bắn anh và một cái đường để tránh để mày kiểu anh bực quá là anh sẽ tránh. Mà rất tiếc để anh biết cách để vượt qua con này rồi. Thay cái ngăn gian đó, chắc thằng này có chặn blot tàng hình trên đầu rồi. Kể đâu. Nhưng mà thực ra mày chặn blot tàng hình được chả là vĩ gì đâu em. Ngày xưa thì anh sợ cái này nhưng mà bây giờ nhát tới. Nhát tới. Ngày xưa thì mình sợ cái này nhưng bây giờ mình khác rồi các bạn. Đây mình nhảy cái này khá là dễ thôi. Chẳng qua thi thoảng mình hay nhảy lỗi thôi. Lại cái kiểu cái cột băng xong rồi nhảy vòng vòng này tiếp. Lại vẫn cái kiểu này quen thuộc ấy nhở. Mà nó xây lúc nào nó cũng xây kiểu này nhá. Băng lúc nào nó cách đúng cái tầm tầm này luôn và cái cột nó cũng rộng như thế này luôn. Phần 3 thì nó cũng như thế này phải không khác gì cả nó cơ. Thanh niên hết ý tưởng rồi. Thanh niên tương được hết mấy cái mình ghét là hết ý tưởng rồi. Thanh niên bắt đầu xây chữ thôi. Xây chữ thôi, còn lại là những cái chỗ khác này các bạn. Thanh niên này mà xây y như cũ các bạn ạ. Mà công nhận là mấy map của danh nhảy rất là khó chứ. Nhảy luyện tay khá là tốt. Khi mà mình vừa mới đi nghỉ dưỡng tại mẹ Sơn Tây Resort về thì mình đã phải nhảy ngay với những cái map khó này. Thấy rất là hứng thú đấy. Nó giúp mình luyện tay khá là tốt đấy. Ok, đi đây. Is SU là sao? Am ESSU cái gì? Nó như nào? Am ESU là sao? Ok, không hiểu lắm thì là mình xem sao. Ok, đây là cái skill nhảy căn phòng này. Cái skill nhảy căn phòng này thì wow. Các bạn biết đấy, mình nhảy khá là kém khi mà nó chỉ có một tông màu. Mình nhìn khá là hơi nhức đầu, mình không quen. Gì cơ? Am ESU là sao? Nói chung là cái dòng này mình không hiểu lắm. Có bạn nào dịch được dịch hộ mình với nhá. Thật sự dòng này mình không có biết dịch. Ok đâu. Mà bị rơi. Cho nên là chúng ta phải tìm cách rồi. Chúng ta phải đi lên luôn. Ok. Trong cái lần này chúng ta phải lên luôn. Rồi sao? Nhảy tới hồ nước à? Đéo. Bố mẹ sẽ chơi bám giường. Bố mẹ sẽ chơi bám giường. Bố đéo chơi ok. Đéo chơi hồ nước hay hố lava thì cả tao nghi đó. Tao nghi hai cái hố này nó đều có gì đấy hư cấu. Bởi vì để này chắc chắn người ta sẽ nhảy vào hồ nước. Nhưng mà thằng này nó chắc nó không đơn giản thế đâu. Nó sẽ chôn mình nên là mình sẽ bấm giường rồi chắc. Rồi chúng ta lại tiếp tục đến với một cái cần gạt. Cái này xong lại đẩy sắt luôn rồi này. Ờ, chỉ cần đi thôi. Không có cái gì bậy bạ ở đây cả. Chúng ta lại đi qua tia laser. À, đi qua laser bị đau à. Ra vậy. À, cái nhảy. Ok, đi đấy. Cái gì ID 1441032 mong anh về sớm nha. Mọi người nhớ anh lắm. Con map này là món quà em tặng cho anh. Mong anh quý trọng nó. Em sẽ đợi anh về người làm map. Map làm bởi là danh PBR2 Win Akira Hùng. Akira Hùng
nút play bạc YouTube. Wow, trời ơi, xây chữ mình đã thích rồi nha, xây thêm cái nút bạc này nó đúng là thích luôn nha. Thề luôn, đây đúng là ước mơ của mình luôn á, xây đúng cái nút bạc ước mơ của mình. Mong là các bạn sẽ ủng hộ cho mình đặt nút bạc. Ok, thì như các bạn biết là ID của danh đó là 1441022. Thì bạn nào thấy thích chơi cái map này, các bạn có thể tải chơi thử với số ID đó nha các bạn. Thì đây chính là ID của thanh niên danh nhá. Thì mình sẽ cho bạn biết cái ID đấy rồi. Thì các bạn có thể tải chơi thử map của Hùng để xem map tặng Hùng thì rốt cuộc nó có cái gì khó khăn hay là có gì thú vị, hay là các bạn liệu các bạn có thể nhảy nổi những map tặng cho Hùng không nhá. Hãy thử sức mình coi nào. Còn hình như là đến chỗ này vẫn còn parkour tiếp thì phải, thì đéo nào mình đi xe lửa xong mình lại phát hiện ra đường parkour mới. Mình lại tưởng nó hết rồi cơ, căn bản thấy nó sinh chữ sinh chủng các kiểu mà giới thiệu ID như đúng rồi ấy, mình lại tưởng là hết rồi. Mà thì đéo nó ra đây, mình lại thấy thêm một cái đường parkour nữa anh em ạ. Thì đéo ra đây giờ mình lại thấy thêm một cái đường parkour mới mà lại còn nhảy lên lá cây mới sợ, lỡ chết đâu. Nhát thôi, thực chất là mình tất cả đều chỉ là để rút kinh nghiệm, các bạn thấy đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy có phải vì việc mình chết sự chỉ giữ kinh nghiệm không? Bởi mình đã biết cách nhảy những chỗ này rồi. Thôi, điển hình tiêu biểu cho cái việc đó là chết chỉ là những cái lần để giữ kinh nghiệm. Thì chúng ta tiến bước xa hơn trên cuộc đời này thôi. Đơn giản, easy, ok. Ui ôi, chỗ này 4 block. Đang nhảy 2-3 block quen, tự dưng ra chỗ nó 4 block, mình chưa kịp chuyển nên mình rớt rồi. Ok, bây giờ mình để sẵn là giảm 4 block là mình sẽ nhảy được thôi. Ok, bắt ạ. Mà thì điếu nào sao lại chào chỗ kia, xong chỗ này là còn chỗ bắc cua tiếp là thì điếu nào. À đây đây đây. Ok, win. Yeah, ok. Đây là map của bạn danh PBG. Đây các bạn có thể thấy đây là skin hàng Nga của mình. Trời, mặc xịt trắng. Ok, thì đây là map của danh nha. Thì cái map này có số ID đó là 1441022. Cái miêu tả của bạn này đó là em dành hết tình cảm của một fan chân chính, hết đời với anh rồi đó gì. Hết đối với anh rồi đó. Ok, thì cảm ơn danh đã làm ra cái map này cho anh, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Nếu các bạn thích thì có thể để lại một like, đặt một cái chuông để thông báo nhất kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, và chúc mọi người tốt lành, see you again, bye bye.